Xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audio Kiếm Hiệp thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 315 của bộ truyện Tiên Hiệp Giải Tập, Nhân Đạo Chí Tôn, tác giả Thạch Trư, qua giọng đọc thể hiện MC Khánh Duy. Trước khi nghe chuyện, các bạn hãy bớt chút thời gian nhấp like, share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong chuyện. Các bạn cũng có thể donate, ủng hộ, động viên cho Khánh Duy bằng các hình thức được ghi dưới phần mô tả. Mọi sự quan tâm ủng hộ của quý vị, Khánh Duy xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ, để không mất thời gian, mời quý vị và các bạn chúng ta cùng nghe chuyện. Tiếp theo phần trước, lại nói... Lúc bây giờ chưa qua mấy ngày, Trung Nhạc và Táng Linh Thần Vương đi tới Quái Thành trong 64 thần thành. Trong Quái Thành có đế quân Tương Tả Vũ đang trú đóng. Tương Tả Vũ cũng có thể xem như là thiên yêu thị. Bất quá, tổ tiên của hắn đã làm tọa kỵ cho thiên đế, cho nên địa vị không cao bằng thiên yêu thị của vũ trụ cổ lão. Hắn xuất lĩnh chính là tứ tượng quân của yêu tộc, chia làm tứ tượng, dưới trướng có 4 vị đại đế, đại tướng cấp đế quân. Phân biệt chấn thủ Tổn Thành, Ích Thành, Cấu Thành và Tụy Thành. Trung Nhạc đi tới Quái Thành, chỉ thấy rất nhiều cự thú đang lúc kỳ hục vận chuyển tinh tú. Một đám thú thần thật lớn lôi kéo tinh tú trong tinh không, xếp thành từng hàng di chuyển, vận tinh chuyển nguyệt, di tinh hoán nhật, tràng diện vô cùng đồ sộ. Bọn họ đang chế tạo trận thế Chu Thiên Tinh Đấu. Trận thế này chính là do Phong Hữu Trung thiết kế, mô phỏng bí cảnh thần túc của tinh hà linh thể mà xây dựng thành. Trận thế của toàn thể Chu Thiên Tinh Đấu chính là bí cảnh thứ 7. Nếu có ngoại địch xâm nhập vào, sẽ có thể thôi động Chu Thiên Tinh Đấu trận, biến thành đạo luân hồi thứ 7 của Quái Thành, uy năng vô cùng to lớn. Chỉ có bậc quỷ tài như Phong Hữu Trung mới có thể thiết kế ra được trận pháp khiến cho một tòa thần thành cũng có được thất đạo luân hồi. Đổi lại là Trung Nhạc cũng không thể làm được. Chiến trận mà Trung Nhạc thiết kế chính là sát trận thất đạo luân hồi do đại quân thần ma luyện ra, công pháp tu luyện nhằm vào chư tướng thuộc tính thất đạo luân hồi thiết kế ra lại cũng bất đồng, cần năng lực thôi diễn cực mạnh mới có thể thiết kế ra loại trận pháp này. Sát trận thất đạo luân hồi của hắn so với trận thế thất đạo luân hồi thần thành của Phong Hữu Trung, cái nào cũng có sở trường riêng, có phần ưu khuyết. Trung Nhạc và Phong Hữu Trung áp dụng bí cảnh thứ 7 vào trong chiến tranh thần ma đại quy mô, đối với đạo pháp thần thông thế gian có thể nói là một lần để thăng bay vọt. Một con yêu thú cấp tạo vật chủ hiện ra nguyên hình, biến thành một con đề hồ cự hào, lưng cõng một tòa tinh lục thật lớn, vỗ cánh bay lên, bay về phía Quái Thành. Tôn tạo vật đề hồ kia nhìn thấy Trung Nhạc, vội vàng dừng lại, kêu lên: "Bái kiến thiên thừa tướng." Trung Nhạc giơ tay lên mỉm cười nói: "Không cần đa lễ đâu, ngươi cứ làm việc chuyện của ngươi đi." Hắn nhẹ nhàng cất bước, tiến về phía tòa tinh lục trên lưng tạo vật đề hồ kia. Trong lòng tạo vật đề hồ nghi hoặc, chỉ đành lưng cõng tinh lục tiếp tục phi hành. Tòa tinh lục này chính là hắn phát hiện trong một phiến tinh vân phụ cận, hẳn là do mấy quả tinh cầu va chạm với nhau tạo thành. Hắn dù sao cũng là tạo vật chủ, thực lực tương đối cường đại, cho nên mới cõng tòa tinh lục này lên, dự định trở về Quái Thành. Trên tòa tinh lục này còn có một vài sinh linh hiếm có luyện khí sĩ, phần nhiều đều là sinh linh bình thường, bởi vậy tạo vật đề hồ cũng không quá mức để ý. "Ta cảm thấy là thiên lớn." Trung Nhạc đáp xuống trên tòa tinh lục kia, chỉ nghe phía trước chuyển tới thanh âm trẻ con thanh thúy. Hắn dõi mắt nhìn về phía thanh âm, chỉ thấy phía trước có hai tiểu nhi. Một đứa ở trong đấy mặc cái yếm đỏ thêu hoa cúc màu vàng, một đứa khác mặc cái yếm đỏ thêu phiên lá cây màu xanh, cái mông để trần ngồi bệt trên mặt đất, đang lúc tranh cãi lẫn nhau. Hai tiểu nhi bất quá chỉ 4-5 tuổi nhưng lại tranh cãi ầm ĩ không thôi. Một tiểu nhi trong đó kêu lên: "Thiên lớn, thiên như cái vòm chụp xuống vậy, bao phủ đại địa, cho nên là thiên lớn." "Không, ta lại cảm thấy là địa lớn kìa." Một tiểu nhi khác tranh cãi: "Trước đây ta từng không ngừng đi tới, nhưng mãi không đi tới điểm cuối của đại địa, cho nên là địa lớn hơn." "Thiên lớn, địa lớn." Trung Nhạc và Táng Linh Thần Vương đang định đi tới, đột nhiên hai tiểu nhi cùng nhau quay đầu lại nhìn về phía bọn họ, chăm miệng một lời nói: "Nghe nói thiên thừa tướng bác học đa tài, người hãy nói một chút xem là thiên lớn hay là địa lớn đi." Trung Nhạc thoáng ngẩn người, dừng bước lại nhìn về phía Táng Linh Thần Vương. Táng Linh Thần Vương lắc đầu nói:
chưa từng gặp qua bọn họ. Trung Nhạc mỉm cười rồi lên tiếng: Hai tiểu nhi, biện thiên lớn hay địa lớn, ngược lại cũng có chút thú vị đấy. Tiểu nhi mặc yếm đỏ theo hoa cúc màu vàng mỉm cười nói: Thiên thừa tướng trợ giúp thiên đế đánh thiên hạ, lại lật lên sóng to gió lớn, khuấy động phong vân trong vũ trụ của lão như vậy, lại giết chết tiên thiên tà đế, người nhất định là biết rõ thiên lớn hay địa lớn mới phải. Tiểu nhi mặc yếm đỏ theo phiến lá xanh kia còn lại cũng lên tiếng: Thiên thừa tướng được khen là đệ nhất trí giả đương đại, dùng thân phận dương nghiệt phục khí, khuấy động đại cục thiên hạ, thật sự là kinh hỷ thiên hạ mà, vô cùng yêu nghiệt, khiến cho chúng ta bội phục không thôi. Sao thiên thừa tướng không tới biện một chút xem rốt cuộc là thiên lớn hay là địa lớn đi? Trong lòng Trung Nhạc dâng lên hứng thú, mỉm cười nói: Ta cho rằng địa lớn hơn. Tiểu nhi mặc kiếm đỏ theo hoa cúc màu vàng cười lạnh một tiếng nói: Sao lại địa lớn chứ, rõ ràng là thiên lớn hơn mà. Thiên to lớn mênh mông, vô cùng vô tận, phóng nhãn không nhìn thấy sâu cạn. Trung Nhạc mỉm cười nói: Ta từng gặp qua thiên, thiên tuy lớn nhưng thủy chung cũng không phải là tiên thiên thần chân chính. Thiên là do tế tự sinh ra, khó có thể thoát thân được. Tiểu nhi mặc yếm đỏ theo hoa cúc màu vàng trố mắt nhìn chằm chằm hắn một lúc lâu sau mới giả mồm nói: Thế nhưng cũng không thể nói là địa lớn được. Địa đã là đạo thần, sao không phải là địa lớn đây? Trung Nhạc mỉm cười nói: Ta từng gặp qua cấu thân của địa. Tiểu nhi mặc yếm đỏ theo hoa cúc màu vàng á khẩu không trả lời được. Tiểu nhi mặc yếm đỏ theo phiến lá xanh còn lại thì dương dương đắc ý. Trung Nhạc mỉm cười nói: Hiện tại các ngươi có thể dẫn ta đi gặp chủ nhân của các ngươi được rồi chứ? Thiên thừa tướng từng gặp qua thiên, từng gặp qua địa, đã có tư cách gặp lão gia nhà chúng ta. Hai tiểu nhi đứng dậy đi về phía trước dẫn đường rồi lên tiếng: Các ngươi đi theo ta. Tiểu nhi mặc kiếm đỏ theo hoa cúc màu vàng quay đầu lại lướt nhìn Táng Linh Thần Vương một cái, cười lạnh một tiếng nói: Đường đường là một tôn thần vương, vậy mà lại làm chó săn cho thiên thừa tướng, thật đáng thương mà. Táng Linh Thần Vương nhất thời giận dữ, lạnh lùng nói: Tiểu nhi nói năng bậy bạ, cẩn thận sau khi chết không có nơi táng thân đâu. Hắn chính là Táng Khu Thần Vương, tự nhiên có tư cách nói những lời này. Hai tiểu nhi cười lạnh nói: Táng Linh, niên kỷ của chúng ta hoàn toàn không nhỏ hơn ngươi chút nào. Mở miệng tiểu nhi, ngậm miệng tiểu nhi, cẩn thận, gió lớn sẽ rách đầu lưỡi nhà ngươi kìa. Táng Linh Thần Vương nhất thời trừng mắt cứng lưỡi, Trung Nhạc cũng cực kỳ nghi hoặc, trong lòng thầm nghĩ: Lẽ nào hai tiểu gia hỏa này cũng là thần vương viễn cổ hay sao? Trong thức hải của hắn, Tân Hỏa đột nhiên kinh hãi nói: Ta đã nhớ ra hai tiểu nhi này rồi, bọn họ quả thật là thần vương sinh ra từ thời đại viễn cổ. À, ta đã biết kẻ ẩn cư nơi này là tôn thần vương thái cổ nào rồi. Trung Nhạc vội vàng tra hỏi, Tân Hỏa mỉm cười nói: Tôn thần vương này gọi là Càn Đô, là thần vương thái cổ, tể danh với đám người Lôi Trạch và Hoa Tư. Lần này ngươi đẹp mặt rồi. Càn Giả, Thiên Giả, Càn Đô Giả, Thiên Đô Giả, tên của hắn còn được gọi là Thiên Đô. Hai tiểu nhi này ta từng gặp qua một lần tại thời kỳ viễn cổ, một người tên là Thiên Cơ, một người tên là Thiên Huyền, đều là thần vương viễn cổ cả, cùng nhau sinh ra. Thời đại đại toại xuất thế, bọn họ cũng đã từng gặp qua đại toại rồi. Vừa rồi nếu ngươi nói thiên lớn, vậy Càn Đô thần vương còn có thể khách sáo với ngươi một chút, ít nhất cũng sẽ không làm khó ngươi. Nhưng ngươi hết lần này tới lần khác lại nói địa lớn, hắn chắc chắn sẽ không cấp cho ngươi mặt mũi đâu. Trung Nhạc nhất thời ngẩn ngơ, nghi hoặc hỏi: Vì sao? Ngữ khí của Tân Hỏa cười trên nỗi đau khổ của người khác nói: Vừa rồi Thiên Cơ và Thiên Huyền nghị luận không phải là thiên và hậu thổ nương nương kẻ nào lợi hại hơn, mà là nghị luận xem Càn Đô và hậu thổ nương nương kẻ nào càng lợi hại hơn kìa. Hắn thường xuyên so kẻ hơn thua với hậu thổ nương nương, người hết lần này tới lần khác lại nói là địa lớn hơn thiên, sao hắn có thể cấp cho ngươi mặt mũi được? Trung Nhạc nhất thời kinh ngạc, một lúc lâu sau mới nói với Táng Linh Thần Vương: Bọn họ chính là xuất thế từ thời đại đại toái, niên kỷ so với ngươi quả thật là lớn hơn một chút kìa. Sắc mặt của Táng Linh Thần Vương đen như đít nồi, hậm hực không thôi rồi lên tiếng: Tạo vật đề hồ, vậy mà lưng cõng một đám thần vương, giúp đám thần vương này dọn nhà, thật là không biết sống chết mà. Hai tiểu nhi Thiên Cơ, Thiên Huyền dưng dưng đắc ý, dẫn hai người đi tới trước một gian miếu nhỏ, giòn ra nói: Lão gia, đã dẫn thiên thừa tướng tới rồi, thiên thừa tướng nói là địa lớn hơn thiên. Bên trong gian miếu truyền tới một tiếng hừ lạnh không vui,
chỉ nghe một đạo thanh âm dày nặng chậm rãi nói: "Địa lớn hơn thiên sao, ta không bằng hậu thổ nương nương ư? Thật buồn cười. Phục Hy Thí vẫn là có mắt không tròng, không biết sự lợi hại của ta, khó trách lại bị diệt tộc." Trung Nhạc trừng mắt với Thiên Cơ Thiên Huyền một cái, sửa sang lại quần áo, cất bước tiến vào trong miếu, cười hăng hắc nói: "Hậu thổ nương nương đã là đạo thần, xin hỏi tu vi hiện tại của Càn Đô đạo huynh là cấp bậc gì đây? Đã thành đạo thần rồi chưa?" Hắn còn chưa tiến vào trong miếu, bên trong đã đi ra một lão giả, thổi râu mép trừng mắt, nổi giận đùng đùng nói: "Vẫn chưa, thì thế nào?" Trung Nhạc mỉm cười: "Không thế nào cả, chỉ là buồn cười, có kẻ thua rồi còn không chấp nhận, nhất quyết muốn thiếp vàng lên mặt chính mình." Càn Đô Thần Vương hung hăng nhìn chằm chằm hắn, một lúc sau Tôn Thần Vương này phất tay một cái nói: "Tiểu hài tử, biết cái gì? Nể tình ngươi là hậu duệ của Lôi Trạch và Hoa Tư, ta không tính toán với ngươi, ngươi mau cút đi." Cặp mắt Trung Nhạc nhấp nháy, mỉm cười nói: "Càn Đô Thần Vương, ngươi đuổi chủ nhân nơi này cút đi là đạo lý gì vậy? Nơi này là địa giới của ta, là lãnh địa của ta, ngươi là xây nhà trên lãnh địa của ta, nào có đạo lý đuổi chủ nhân nơi này đi như vậy chứ?" Cặp mắt của Càn Đô Thần Vương trừng tròn xoe, cả giận nói: "Nơi này từ lúc nào biến thành lãnh thổ của ngươi rồi? Ta đã ở nơi này bao nhiêu lâu rồi, ngươi có biết không? Ta đã ở nơi này hơn 100 vạn năm rồi, chưa bao giờ di chuyển địa bàn qua cả. Nơi này từ lúc nào đã biến thành của ngươi rồi vậy?" Trung Nhạc khẽ mỉm cười nói: "Tiên Thiên Thần Đế và Tiên Thiên Ma Đế có thể làm chứng cho ta. Hai người bọn họ đã chia vũ trụ của lão ra làm 3 phần, ta được 1 phần, nơi này đã thuộc về ta rồi." Càn Đô Thần Vương nổi trận lôi đình, chấn cho gian miếu nhỏ này không ngừng rung chuyển, hắn kêu lên: "Hai tên ngu ngốc kia sao có thể thay ta làm chủ được? Bọn họ bán nơi này cho ngươi, có từng hỏi qua ta chưa?" Trung Nhạc nhún vai một cái nói: "Càn Đô đạo huynh, ngươi vẫn là tự mình đi hỏi bọn họ đi thôi. Bất quá nơi này đã thuộc về ta rồi. Nếu như Càn Đô đạo huynh muốn sống yên ổn, nhớ rõ nộp tiền thuê đất đúng hạn." Càn Đô Thần Vương một mảnh buồn bực, cả giận nói: "Sao, còn phải nộp tiền thuê đất nữa sao?" Ngư khí Trung Nhạc kinh ngạc nói: "Trong thiên hạ, nơi nào chẳng phải là đế thổ, thiên tài nào không phải là thần tử của hoàng đế đấy. Hiện tại nơi này đã là lãnh địa của ta, ngươi nộp tiền thuê đất cho ta, ta mới có thể nộp tiền thuê đất cho thiên đế bệ hạ được. Không thu được tiền thuê đất từ chỗ của ngươi, một nhà già trẻ của ta phải uống gió Tây Bắc mà sống hay sao?" Càn Đô Thần Vương cực kỳ tức giận, một lúc sau khuôn mặt đột nhiên giãn ra, mỉm cười nói: được rồi, xem như ngươi là địa chủ nơi này là được. Tộc trưởng Phục Khí Thí, chức vị viên thừa tướng của ngươi ở trong mắt ta, ngay cả cái rắm cũng không bằng. Bất quá, bởi vì ngươi là tộc trưởng đương đại của Phục Khí Thí, ta kính ngươi 3 phần là được. Nào, mời vào trong." Hắn nhường ra cửa miếu, Trung Nhạc cất bước tiến vào trong gian miếu nhỏ. Thiên Huyền vươn tay gạt ngang cổ một cái, nhỏ giọng hỏi: "Lão gia, có phải muốn lừa gạt hắn vào trong miếu, xử lý hắn hay không?" Càn Đô Thần Vương trừng mắt nhìn hắn một cái, phất tay nói: "Còn không mau pha trà đãi khách đi." Hai tiểu tử Thiên Cơ Thiên Huyền vội vàng hấp ta hấp tấp chạy đi. Trung Nhạc và Càn Đô Thần Vương phân chia chủ khách ngồi xuống. Trung Nhạc trực tiếp đặt mông ngồi ở chủ vị, đảo mắt quan sát nội bộ gian miếu nhỏ, chỉ thấy phong cách gian miếu nhỏ này vô cùng cổ xưa. Trên vách miếu vẽ một đám bích họa kỳ diệu, có chút phảng phất như 30 bức thiên đạo đồ, nhưng cũng có chỗ bất đồng. Trung Nhạc nhất thời kinh ngạc, tinh tế quan sát đám bích họa kia, nghiền ngẫm đạo lý tích chứa ở trong đấy. Thiên đạo đồ nơi này bất đồng với thiên đạo đồ của đại toại ở chỗ vô cùng đơn sơ, trong đó ít đi rất nhiều ảo diệu. Thiên đạo đồ của đại toại bao quát vạn tượng, kể cả đạo lý của rất nhiều đại đạo thế gian vô cùng phức tạp, đạo lý tích chứa trong đấy vô cùng tinh thâm. Có chút đạo lý khiến cho Trung Nhạc cho tới bây giờ vẫn khó mà tìm hiểu thấu triệt được. Mà thiên đạo ghi chép trên bích họa của gian miếu nhỏ này lại có phong cách cổ xưa đại khí, chỉ là đạo lý chất chứa ít hơn một chút mà thôi. Thiên đạo đồ ở nơi này chỉ có 19 bức, tựa hồ chỉ là 19 loại thiên đạo mà thôi. Bất quá, 19 loại thiên đạo này lại là đại đạo tiên thiên, mà thiên đạo đồ của đại toại mặc dù bao quát vạn tượng nhưng lại là đại đạo hậu thiên. Hai loại thiên đạo này ai hơn ai kém rất khó nói rõ. Có lẽ uy năng thiên đạo đồ của đại toại càng mạnh hơn, bao quát càng nhiều đạo lý hơn, càng thần diệu hơn, nhưng đại đạo tiên thiên trên phương diện chất thì càng cao hơn một bậc, chỉ là số lượng ít hơn rất nhiều. Trung Nhạc thu hồi ánh mắt, nghi hoặc hỏi: "Nghe nói trước đây Càn Đô đạo huynh từng gặp qua đại toái,
không biết thiên đạo đồ của đại toái và thiên đạo đồ của đạo huynh. Thiên đạo đồ là ta và hắn cùng nhau tham ngộ ra thôi. Càn Đô Thần Vương đối với việc Trung Nhạc chiếm cứ chủ vị vẫn có chút khó chịu, hừ lạnh một tiếng nói: hắn là hậu thiên, tìm hiểu tiên thiên, nỗ lực tìm hiểu chân lý đại đạo bên trong vũ trụ, nghĩ muốn bao quát vạn pháp vạn đạo trong thiên địa đạt tới tận cùng. Mà ta chính là Càn Đô sinh ra, Càn Giã, Thiên Giã, vừa xuất thế liền tự nhiên mà vậy tìm hiểu ra các loại ảo diệu của thiên đạo. Ta và đại toái giao lưu với nhau đều có thu hoạch riêng của mình. Thiên đạo đồ của hắn bất đồng với thiên đạo đồ của ta, là hậu thiên cực hán, mà của ta chính là tiên thiên cực hán. Trong lòng Trung Nhạc không khỏi chấn động, đại toại phát hiện 30 bức thiên đạo đồ, không ngờ bên trong còn có đoạn chuyện xưa này. Hắn cho rằng ta bị trói buộc bởi tiên thiên, khó có thể mở ra nhãn giới càng lớn hơn được, thành tựu chỉ có như vậy. Chúng ta nháo tới mức tan rã trong không vui. Càn Đô Thần Vương lộ ra thần sắc hướng tới, than thở nói: ta vốn dĩ không phục, nhưng về sau mới cảm thấy hắn nói rất đúng. Ta tự mình bảo thủ một đoạn thời gian rất dài, về sau cũng không thể đột phá được, tu vi dừng lại không tiến lên. Về sau Tuấn Nguyệt Thần Vương đạt được thiên đạo đồ của đại toái, tự xưng là thiên đạo chủ, ta và hắn đã từng tử thí qua. Ta khóe mắt của hắn nhảy lên, chán là nói: ta thua rồi. Trung Nhạc cẩn thận quan sát 19 bức thiên đạo đồ kia, nhất thời biết rõ vì sao đại toại lại nói hắn bị trói buộc bởi tiên thiên. Thánh địa Càn Đô nhất định là thánh địa do 19 loại thiên đạo ngưng tụ ra. Càn Đô Thần Vương tiến hành tìm hiểu tham ngộ, thủy chung vẫn là tìm hiểu 19 loại thiên đạo này. Mà đại toại cũng không có loại công xiềng này, cho nên nhãn giới càng rộng hơn. Từ trong 19 loại thiên đạo này tìm hiểu ra càng nhiều thiên đạo hơn, đã phát hiện ra 30 thiên đạo. 30 thiên đạo này là thiên đạo hậu thiên, mà 19 thiên đạo của Càn Đô Thần Vương là thiên đạo tiên thiên. Trung Nhạc nhất thời bừng tỉnh, đại toại là từ tiên thiên tìm hiểu ra hậu thiên, mà Càn Đô bởi vì tiên thiên hạn chế, trái lại ngộ không ra thiên đạo hậu thiên. Tiên thiên dĩ nhiên cao thâm, nhưng hậu thiên lại sở trường phát triển. 30 bức thiên đạo đồ của đại toại có thể nói là sự bổ sung đối với thiên đạo tiên thiên. Đạo huynh cũng là đạo hữu của đại toái, sao lại tranh đấu so kẻ hơn thua với hậu thổ nương nương, tranh xem thiên lớn hay là địa lớn hơn vậy? Trung Nhạc nghi hoặc hỏi. Càn Đô Thần Vương lạnh nhạt nói: chúng ta từng đánh qua mấy lần, ta và nàng đều nhìn không vừa mắt đối phương. Lúc ban đầu chúng ta vốn dĩ có thua có thắng, về sau nàng gả cho Phục Khí, đã học được những pháp môn hậu thiên, ta liền đánh công lại nàng ta. Ta... trên mặt của hắn mang theo thần sắc xấu hổ, chán nản nói: ta lại thua rồi, bất quá ta vẫn có chút không phục, cảm thấy tiên thiên nhất định sẽ thắng được hậu thiên, vì vậy mới bế quan tiềm tu. Lại về sau, sau khi ta xuất quan, đã giặt rào đắc ký, cho rằng nhất định sẽ đắng được nàng. Bất quá lần này, sau khi ta xuất quan mới phát hiện, đạo pháp lúc đấy đã hưng vượng tới tình trạng ta không thể tưởng tượng. Ta đã nhìn thấy một vị đại đế hậu thiên cực kỳ cường đại, cường tại tới trình độ có thể chấn áp hiện tại, quá khứ và tương lai. Trên mặt của hắn lộ ra thần sắc sợ hãi và kính sợ, lẩm bẩm nói: còn mạnh hơn cả lão khốn kiếp đại tư mệnh kia kìa, còn mạnh hơn cả thiên đạo chủ, còn mạnh hơn cả khởi nguyên thần vương nữa kìa. Trung Nhạc một trận không nói gì, lướt nhìn Táng Linh Thần Vương bên cạnh một cái. Táng Linh Thần Vương thấp giọng nói: hắn là đã gặp Phục Môn Đạo Tôn rồi. Trung Nhạc gật đầu, trong lòng có chút giở khóc giở cười. Vận khí của Càn Đô Thần Vương thật sự quá kém. Hắn yên yên lành lành xuất quan, giặt rào đắc ý, cho rằng chính mình nhất định có thể đánh bại hậu thổ nương nương. Lại không ngờ đã gặp phải một thịnh thế trước giờ chưa từng có. Trong thịnh thế kia lại càng có một vị tồn tại vô cùng cường đại, một vị đại đạo chí tôn cường đại tới trình độ chấn áp cổ kim. Thân thể Càn Đô Thần Vương trong lúc vô tình thấp hơn vài phần, hắn lẩm bẩm nói: sinh linh hậu thiên này cường đại tới bất phàm rồi. Sau đó ta lại gặp hậu thổ nương nương, nàng cũng đã cường đại tới bất phàm. Nàng nhìn thấy ta cũng không muốn động thủ với ta nữa. Nàng nói rằng nàng đã tìm hiểu ra một loại cảnh giới kỳ diệu, sắp sửa phi thăng nhập đạo, trở thành đạo thân. Nàng nói nàng và ta đã không phải là cùng một loại sinh mệnh thể nữa rồi. Trong lòng Trung Nhạc tràn ngập đồng cảm, có thể tưởng tượng ra cảm xúc trong lòng Càn Đô Thần Vương lúc đấy. Không đánh qua làm sao ai biết ai mạnh hơn ai đây. Nàng hết lần này tới lần khác không chịu đánh nhau với ta, mà phi thăng chạy mất rồi, đã tiến vào đạo giới rồi. Càn Đô Thần Vương vừa giận vừa hận nói: nàng chạy mất ngược lại thì cũng thôi,
lúc đó còn có mấy đạo hữu trước đây từng cùng nhau tu luyện cũng đã chạy mất rồi. Lúc này ta mới biết chính mình bế quan ở đây này, nghiên cứu, khổ tu, rốt cuộc đã bỏ lỡ những chuyện gì. Sau đó ta đã gặp lại thiên đạo chủ, vẫn không thể đánh thắng được hắn ta. Về sau thiên đạo chủ cũng bị ăn mất đi. Trung Nhạc càng thêm một trận không nói gì. Thiên đạo chủ bị ăn mất hẳn là thiên đã sản sinh ra. Tao ngộ của Càn Đô Thần Vương thật đúng là khiến cho người ta phải đồng cảm. Hắn bế quan lâu như vậy, sau khi xuất quan mới phát hiện hóa ra chính mình đã không chịu nổi như thế. Lúc đó những tồn tại tu vi thực lực siêu việt hơn hắn chỉ sợ đã có mấy mươi tôn. Mặc dù Càn Đô Thần Vương vênh váo vang trời, biện luận xem thiên lớn hay là địa lớn, nhưng đoán chừng hắn cũng minh bạch hắn đã không phải là tồn tại mạnh nhất, hắn đã tụt lại ở phía sau rất nhiều. Tiếp theo, sinh linh hậu thiên vô cùng cường đại kia chợt nổi điên, cầm theo đế kiếm giết chết đám đại đế kia, đám thần vương kia khắp nơi. Hắn thật sự quá ngoan độc rồi, quá là hung tàn. Ta cũng vội vàng ẩn núp xuống. Có đôi khi ta còn suy nghĩ, ta ẩn nấp lâu như vậy đã bỏ qua bao nhiêu đại sự rồi đấy. Càn Đô Thần Vương lắc lắc đầu, cảm khái ngàn vạn, tiếp tục nói: ta đã bỏ lỡ bao nhiêu thịnh thế rồi đấy. Khiến cho hắn thổn thức chính là hắn đã bỏ qua thịnh thế mà Phục Mân Đạo Tôn đã tạo nên kia, đã bỏ lỡ hành động vĩ đại trước giờ chưa từng có, mở lục đạo lập luân hồi này. Vì thế cho nên hắn đã bị những tồn tại ngang vai ngang vế năm xưa nhao nhao siêu việt hơn chính mình. Trung Nhạc khó khăn một tiếng nói: đạo huynh, ta đang chuẩn bị mở thất đạo luân hồi, chế tạo ra một thịnh thế không thua kém thời đại Phục Mân Đạo Tôn chút nào cả. Nếu đạo huynh vẫn tiếp tục trốn ở nơi này, chỉ sợ sẽ lại bỏ qua một trận cơ duyên nữa thôi. Hắn khẽ mỉm cười nói: tương lai đạo huynh sẽ phát hiện người đã không bằng đám người táng linh được nữa rồi. Càn Đô Thần Vương trừng mắt nhìn hắn một cái, cười lạnh nói: người bớt khoác lác đi, Phục Khi Thị các ngươi đã bị diệt tộc rồi, cửu gia quá nhiều, lai lịch của cửu gia cũng quá lớn. Người tới gặp ta chẳng qua là muốn để cho ta ra ngoài giúp ngươi ngăn cản công kích, thay ngươi chém chết bọn họ mà thôi. Ta biết quan lâu như vậy, mặc dù đã bỏ lỡ rất nhiều chuyện, nhưng dù sao vẫn còn sống. Có rất nhiều gia hóa cổ lão đồng dạng với ta, nhưng đã chết cũng không biết chết như thế nào kìa. Trung Nhạc lúng ta lúng túng nói: người và đại toái có giao tình? Đại toái kỳ thị ta không hiểu hậu thiên thì có. Càn Đô Thần Vương thổi râu mép, trừng mắt cắt lời Trung Nhạc: Phục Mân Đạo Tôn là tổ tiên của ta, ta là tộc trưởng đương đại Phục Khi Thị. Càn Đô Thần Vương tiếp tục thổi râu mép trừng mắt: Phục Mân Đạo Tôn đại sát tứ phương, dọa cho ta không thể không trốn ở nơi này, vừa trốn chính là 10 vạn năm kìa. Hơn nữa Phục Khi Thị các ngươi chỉ còn lại có một mình ngươi rồi sao? Danh tiếng tộc trưởng đương đại này của ngươi mặc dù không nhỏ, nhưng cũng chỉ có một mình ngươi mà thôi. Ta cảm thấy... Trung Nhạc thoáng do dự một chút nói: ngươi nên nộp tiền thuê đất rồi. Càn Đô vân tay chụp lấy cần cổ của hắn, cả giận nói: lại nhắc tới chuyện nộp tiền thuê đất, ta liền bóp chết ngươi, ngươi có tin không hả? Bảy đạo quang luân sau đầu Trung Nhạc chuyển động, thân hình biến mất không thấy đâu nữa. Càn Đô Thần Vương còn đang ngạc nhiên, chỉ thấy Trung Nhạc đã từ bên ngoài đi vào, lại tự khoanh chân ngồi xuống, vẫn như cũ ngồi ở chủ vị, mỉm cười nói: vừa rồi ta đã trở về 10 vạn năm trước một chuyến, đã nhìn thấy Càn Đô đạo huynh tỷ đấu với thiên đạo chủ, quả thật rất đặc sắc. Tiền thuê đất của ngươi... Cầm miệng! Sắc mặt Càn Đô lúc trắng lúc xanh quát lớn: thiên cơ thiên huyền như thế nào vẫn chưa dâng trà vậy? Hai tiểu hải tử Thiên Cơ và Thiên Huyền mình mặc yếm đỏ, cái mông để trần, lon ton tiến lên dâng trà, châm trà cho hai người. Táng Linh Thần Vương lướt nhìn trước mặt chính mình một cái, ngay cả một chén nước cũng không có, trong lòng vô cùng không vui. Vẫn chưa lớn bằng chúng ta, còn muốn chúng ta phải dâng trà cho hay sao? Thiên Cơ lướt hắn một cái, cười lạnh. Táng Linh Thần Vương nhất thời giận dữ, hận tới mức hàm răng ngứa ngáy. Trung Nhạc chậm rãi uống trà, rồi mỉm cười nói: về chuyện tiền thuê đất... Sắc mặt Càn Đô Thần Vương nháy mắt biến thành màu đen, lên tiếng: Thiên Cơ Thiên Huyền cũng ngồi xuống đi, cũng cho Táng Linh Tiểu Nhi một tách trà đi. Hai tiểu hải tử chỉ đành đưa cho Táng Linh Thần Vương một tách trà, sau đó tự khoanh chân ngồi xuống. Trong lòng Táng Linh Thần Vương đại hỉ, cảm thấy tâm tình thư sướng hơn rất nhiều. Cuối cùng hắn cũng đã có một chỗ đặt chân. Ánh mắt Càn Đô chớp động nói: ta trước giờ vẫn luôn không để ý tới thế sự, hồng trần thế tục, yêu phiền sinh sôi, loạn thiên tâm ta. Tộc trưởng Phục Khi Thị, tuy nói ta và tổ tiên của ngươi có giao tình,
Nhưng ngươi muốn lôi ta xuống nước, xin thứ cho ta không thể ra sức được. Cho dù ngươi lấy lôi trạch và hoa tư ra, cho dù ngươi có lấy đại toại ra, cũng không thể khiến cho ta thay đổi tâm ý được. Niên kỷ càng lớn, lá gan càng nhỏ. Tộc trưởng, uống trà, xong thì trở về đi thôi. Cũng quên đi chuyện thiên lớn hay là địa lớn này đi thôi. À đúng rồi, tiền thuế đất cần phải nộp bao nhiêu đây? Trong lòng Trung Nhạc có chút thất vọng, Tinh Tế nhấp một ngụm hương trà, nhẹ giọng nói: Vũ trụ nguyên dịch là được rồi. Càn Đô Thần Vương bất động thanh sắc nói: Nếu ta để Thiên Cơ Thiên Huyền giúp ngươi, ngươi xem thế nào hả? Thực lực của Thiên Cơ Thiên Huyền chưa chắc đã thua kém Táng Linh Tiểu Hữu bao nhiêu đâu. Còn về phần vũ trụ nguyên dịch, vẫn là thôi đi. Trung Nhạc vui vẻ nói: Vậy cũng được, có được hai vị đạo hữu tương trợ, ta cũng có thể nhẹ nhõm một trận được rồi. Trong lòng Càn Đô Thần Vương cũng thở phào nhẹ nhõm một cái. Xem vũ trụ nguyên dịch như là tiền thuê đất để thu, vị tộc trưởng đương đại Phục Khí Thị này cũng thật là công phu sư tử ngoạm. Hắn thật ra cũng có tâm tư nhập thế, chỉ là hắn vẫn luôn lời nhác, không muốn tự mình nhúng tay vào vũng nước đục của Trung Nhạc mà thôi. Cho nên trước để cho hai tôn thần vương viễn cổ đi dò đường một chút. Trung Nhạc chân thành nói: Đạo huynh, nếu như thất đạo luân hồi hoàn thành mở ra, sẽ là một trận thịnh thế thật lớn. Đạo huynh đã bỏ lỡ lục đạo luân hồi, đừng có bỏ lỡ luôn thất đạo luân hồi này. Càn Đô Thần Vương tự đánh giá trong chốc lát, lắc lắc đầu nói: Nếu ta nhập thế, khẳng định là cực kỳ hung hiểm. Người trốn ở nơi này, lẽ nào sẽ không có hung hiểm hay sao? Trung Nhạc nói: Thiên đã có được 30 bức thiên đạo đồ, 19 bức thiên đạo đồ của ngươi chính là thiên đạo tiên thiên. Thiên liền không muốn đạt được hay sao? Hắn đã có thể thôn phệ thiên đạo chú, cũng sẽ có thể thôn phệ được ngươi. Thiên đạo tiên thiên của ngươi vừa vặn là chỗ thiếu hụt, chỗ còn thiếu sót của thiên kia. Sao hắn lại để cho ngươi tiêu dao ẩn cư như vậy được? Càn Đô Thần Vương lắc đầu, mỉm cười nói: Tộc trưởng Phục Khí Thị, ngươi quá xem thường ta rồi. Chỗ của ta gọi là thiên ngoại thiên động, ngoại động. Đừng nói là thiên, không tìm được nơi này. Cho dù có tìm tới nơi này, hắn cũng không đặt chân vào được thiên ngoại thiên của ta đâu. Vào không được động ngoại động của ta đâu. Ngươi nhìn xem. Hắn chỉ tay một cái, chỉ thấy 19 bức thiên đạo đồ kia nhất thời phát sinh biến hóa, biến thành từng tầng trọng thiên. Vòng vòng gắn liền, một trọng thiên bao phủ lấy một trọng thiên, hơn nữa còn đang không ngừng biến hóa. Trọng thiên bên ngoài không ngừng thu nhỏ lại, trọng thiên bên trong không ngừng mở rộng ra, cứ chuyển hóa lòng vòng như vậy. Bởi vì không ngừng biến hóa, từng cái thế giới không ngừng mở rộng kia, giống như từng cái thế giới động thiên thâm thúy, cho nên mới gọi là động ngoại động. Trung Nhạc quan sát một phen, 19 tiên thiên thiên đạo đồ này biến thành 19 trọng thiên, thời thời khắc khắc đều đang biến hóa, quả thật có thể nói là biến hóa đa đoan, không dấu vết để mà tìm. Không dấu vết để tìm, liền không thể tiến vào bên trong được. Tạo vật đề hồ nhìn như đang cưỡi tòa tinh lực kia, giúp Càn Đô Thần Vương dọn nhà, nhưng thật ra tòa tinh lực này chỉ là biểu tượng. Cái mà hắn rời đi không phải là tòa tinh lực này, mà là 19 trọng thiên. Có lẽ Càn Đô Thần Vương hẳn là không muốn sinh chuyện, cho nên mặc cho tạo vật đề hồ vận chuyển. Bằng không, đừng nói là dọn đi 19 trọng thiên này, cho dù là gỡ xuống một góc nhỏ của tòa tinh lực này đưa cho tạo vật đề hồ, hắn cũng vận chuyển không nổi. Trung Nhạc nhìn thấy ảo diệu biến hóa của 19 trọng thiên này, trong lòng không ngừng tán thán: Càn Đô đạo huynh nhất định là cũng có lòng muốn gặp ta, cho nên mới để cho ta tiến vào. Bằng không ta căn bản không thể tìm được sao huyệt của hắn ta. 19 trọng thiên do 19 thiên đạo đồ biến thành, biến hóa đa đoan, không dấu vết để mà tìm. Người ngoài đừng nghĩ tiến vào, quả thật là phi phàm mà. Trung Nhạc khen ngợi hai câu, ngữ khí đột nhiên thay đổi: Nhưng lại không ngăn cản được thiên, địa phương có không trung, thiên đều có thể tiến vào trong đó được. Càn Đô Thần Vương cười ha hả, không khỏi đắc ý nói: 19 trọng thiên của ta biến hóa thất thường, nếu hắn dám xông vào, chư thiên kẽ động sẽ có thể xé nát hắn ta ra. Cặp mày của Trung Nhạc nhíu chặt, sự ngoan cố của Càn Đô Thần Vương quả thật có chút vượt quá tưởng tượng của hắn. Thiên nhất định sẽ tới tìm Càn Đô Thần Vương, nhất định sẽ ăn tươi hắn giống như ăn tươi thiên đạo chủ vậy. Nhưng Càn Đô Thần Vương hết lần này tới lần khác lại tràn ngập tự tin, cho rằng thiên không tìm được chính mình, cho dù có tìm được cũng không vào được thiên ngoại thiên, động ngoại động của hắn. Không bằng như vậy đi. Trung Nhạc trầm ngâm một lát, cuối cùng nói: Đạo huynh hãy dọn tới phụ cận tổ đình của ta. Nếu thiên không tìm được đạo huynh thì cũng thôi, còn nếu thiên xông vào thiên ngoại thiên, động ngoại động của đạo huynh mà đạo huynh lại không thể làm gì, vậy đạo huynh cũng có thể tiến vào trong tổ đình của ta, trốn tránh được một chút kìa.
Càn Đô Thần Vương quả thật cũng có lòng nhập thế, bằng không cũng sẽ không để mặc cho tạo vật đề hồ dọn đi tinh lục của chính mình. Hắn mỉm cười nói, cũng được, vậy ta liền ở lại phụ cận tổ đình. Bất quá cho dù ngươi có nguy hiểm gì đi chăng nữa, ta cũng sẽ không giúp đâu. Trung Nhạc mỉm cười nói, có Thiên Cơ và Thiên Huyền tương trợ, nguy hiểm bình thường cũng có thể ứng phó được. Hắn còn một câu nói khác không có nói ra. Càn Đô Thần Vương định cư ở phụ cận tổ đình, nếu thật sự tổ đình gặp phải nguy hiểm thật lớn, Càn Đô Thần Vương há có thể không ra tay hay sao? Phải biết rằng một người vinh quang toàn bộ vinh quang, một người tổn thất tất cả tổn thất, tới lúc đấy cũng không cho phép hắn không ra tay được nữa rồi. Trung Nhạc đứng dậy quan sát 19 thiên đạo đồ rồi lên tiếng, đạo huynh, ta cũng có nghiên cứu thiên đạo, có chút tâm đắc, không biết chúng ta có thể giao lưu một phen hay không? Không được. Càn Đô Thần Vương lắc đầu lạnh nhạt nói, cũng không phải là ta tự tàng tự quý, mà là đại đạo sinh linh hậu thiên các ngươi tu luyện chính là đại đạo hậu thiên, chỉ là mô phỏng tiên thiên mà thôi. Cho dù có tu luyện tới tận cùng cũng không trở thành tiên thiên được. Ta giao lưu với ngươi, đồ vật của ngươi đối với ta chính là vô dụng, mà đồ vật của ta đối với ngươi cũng không có nhiều tác dụng cả. Trung Nhạc cười ha hả nói, sao hậu thiên lại không thể nghịch chuyển tiên thiên được đây? Ta chính là hậu thiên nghịch chuyển tiên thiên đây. Hắn hiển lộ ra đại đạo tiên thiên của chính mình. Càn Đô Thần Vương thoáng ngẩn người, đột nhiên mi tâm chợt mở ra một quả thiên nhãn, cẩn thận quan sát Trung Nhạc, sắc mặt không khỏi đại biến, chỉ vào Trung Nhạc ấp úng nói không ra lời. Một lúc sau hắn mới dằn xuống sự kinh hãi trong lòng, định thần trở lại nói, khó trách ngươi mở miệng liền gọi ta là đạo huynh, ta còn tưởng rằng ngươi tự cao thân phận tộc trưởng phục khí thị, muốn ngang vai ngang vế với ta. Hóa ra ngươi đã tu luyện tới một bước này, nhảy ra khỏi sự trói buộc của cảnh giới rồi. Nếu là như vậy, ngươi thật sự có thể giao lưu với ta một phen. Hắn mở ra thiên nhãn, nhìn thấy chân thân tiên thiên trong biết cảnh đạo nhất của Trung Nhạc, lúc này mới biết Trung Nhạc đã đặt tới cảnh giới gì, trong lòng thầm nghĩ. Nói không chừng, cơ duyên của ta đã tới rồi. Ta đã bỏ lỡ lục đạo luân hồi, đã bỏ lỡ một đại thời đại huy hoàng, hiện tại cũng không thể bỏ lỡ thất đạo luân hồi được nữa rồi, bỏ lỡ một niên đại càng thêm khoáng đạt hơn được nữa rồi. Lòng nhục thế của hắn lại càng thêm mãnh liệt hơn. Hai người bắt đầu luận đạo, đều tự diễn giải ra lĩnh ngộ của chính mình đối với thiên đạo, quả nhiên là ngàn hoa vạn thảo. Thiên đạo của Trung Nhạc là thoát thai từ 30 bức thiên đạo đồ, trong 30 thiên đạo đồ ghi lại 30 loại thiên đạo hậu thiên, mà Trung Nhạc lại là từ trong 30 thiên đạo đồ để luyện ra một đạo thiên đạo tiên thiên, hình thành càn quái trong tiên thiên bắt quái. Đạo thiên đạo tiên thiên này có chỗ bất đồng với 30 bức thiên đạo đồ, cũng có chỗ bất đồng với 19 thiên đạo đồ của Càn Đô Thần Vương. Hai người trao đổi lẫn nhau đều có thu hoạch không cạn. Thiên đạo 50, 19 tiên thiên, 30 hậu thiên, cái này ngược lại là còn dễ nói. Đạo thiên đạo này của ngươi cũng có chút quỷ dị rồi. Càn Đô Thần Vương tinh tế nghiền ngẫm rồi lên tiếng, thiên đạo của ngươi là thoát thai từ hậu thiên, lại đã chuyển biến thành tiên thiên. Đạo thiên đạo này hẳn là không hề tồn tại trên thế gian, bởi vì ngươi mà đã trở thành đạo thiên đạo thứ 50. Có câu nói này không biết có nên nói ra hay không đây. Hắn thoáng chần chừ một chút, nghiêm mặt nói, thiên muốn ăn tươi ngươi so với muốn ăn tươi ta càng bức thiết hơn nhiều kìa. Đạo thiên đạo này của ngươi là do bản thân ngươi luyện ra, là bí quyết hậu thiên nghịch phản tiên thiên, cực kỳ quan trọng đối với thiên. Nếu hắn muốn trở thành tiên thiên thần chân chính, nhất định là phải đạt được đạo thiên đạo này của ngươi, ngươi phải cẩn thận. Trung Nhạc thoáng giật mình, đạo thiên đạo này của hắn là mượn thời điểm nghịch chuyển tiên thiên, hủy diệt đại đạo, phá hủy biết cảnh trong cơ thể mà luyện thành. Đối với thiên vậy mà trọng yếu như vậy hay sao? Nếu là như vậy, sợ rằng không chỉ có Phong Hiếu Trung là cá mà thiên nuôi, ngay cả bản thân hắn cũng là cá mà thiên nuôi. Thiên sớm muộn gì cũng sẽ thu gặt ngươi thôi. Càn Đô Thần Vương thoáng tính toán một chút, lại tính không ra tâm tư của thiên, lắc lắc đầu nói, bản thân ngươi phải cẩn thận, người chết rồi phục khi thần tộc hơn phân nữa sẽ liền diệt tuyệt rồi. Hắn lắc lắc đầu, trong lòng vẫn có chút không quá tình nguyện, có quá nhiều quan hệ với Trung Nhạc. Kẻ thù của phục khi thần tộc thật sự quá nhiều, quá mạnh mẽ, cho dù là Càn Đô Thần Vương bản thân cũng không dám bảo đảm sẽ không bị tan thành mây khói. Trung Nhạc đứng dậy cáo từ nói, đa tạ đạo huynh đã khoản đãi. Càn Đô Thần Vương suy tính một chút tương lai, cảm thấy tương lai một mảnh hỗn độn, vẩn đục đến không chịu nổi. Không những tính toán không ra mệnh số của chính mình, cho dù là mệnh số của Thiên Cơ Thần Vương và Thiên Huyền Thần Vương, hắn cũng không thể tính ra được, không khỏi thở dài một tiếng.
chỉ cần có quan hệ với hắn sẽ là chạy trời không khỏi nắng, hay là có thể trốn thoát được một mạng đây. Trung Nhạc quay về tổ đình, mọi người nhìn thấy lần này hắn xuất môn vậy mà mang về hai tiểu hài tử Mông Trần chỉ mặc độc một cái yếm, ai nấy cũng đều kinh ngạc, chật chật lấy làm kỳ lạ. Y Uyển Quân mỉm cười hỏi: đây là hài tử do Nguyệt Thần tỷ tỷ sinh ra hay sao? Ồ, lại còn là sinh đôi nữa kìa. Thạch Công Cơ kinh ngạc nói: dung mạo thật giống nhau. Trung Nhạc còn chưa kịp giải thích, Thiên Cơ Thần Vương đã kêu căng cười một tiếng, ngạo nghễ nói: một đám tiểu nhóc con dám can đảm làm càn trước mặt thần vương sao? Ồ, bộ dáng lúc kiêu ngạo cũng thật là đáng yêu. Thạch Công Cơ mở miệng tán thưởng: tướng công à, ta cũng muốn sinh ra một ổ, cũng phải băng tuyết khá như vậy. Trung Nhạc ho khan một tiếng nói: hai vị này là thần vương viễn cổ, đều là tồn tại đế cảnh cả, không được hồ nháo. Vị này là Thiên Cơ Thần Vương, mặc yếm đỏ thêu hoa cúc vàng. Còn vị này là Thiên Huyền Thần Vương, mặc yếm đỏ thêu mảnh lá xanh. Đám người bị dọa cho sợ hết hồn, nhìn hai tiểu hài tử này rồi lên tiếng: thần vương viễn cổ ư? Trên thế gian lại có thần vương viễn cổ mặc yếm hay sao? Táng Linh Thần Vương liên tục cười lạnh, lầm bầm nói nhỏ: thần vương miễn cố để cái mông trần. Móc Phân Thần Vương, người cũng có mặt mũi nói chúng ta hay sao? Thiên Huyền Thần Vương ngẩng đầu nhìn hắn, cười lạnh nói: Táng Linh Thần Vương nhất thời giận dữ, cắn răng lên tiếng: mông trần thần vương. Ba tôn thần vương bắt đầu cãi nhau chí chóe, Táng Linh Thần Vương cãi không lại hai tiểu hài tử, đột nhiên bộc phát hung bạo, giết về phía hai tiểu hài tử. Thiên Cơ Thiên Huyền tự nhiên không chịu thiệt thòi, lập tức hoàn thủ. Ba tôn thần vương lập tức giết tới, trở long đất lở. Tâm niệm Trung Nhạc khẽ động, đệ nhất sát trận của tổ đình khởi động, dịch chuyển ba tôn thần vương vào trong một tòa sát trận, mặc cho bọn họ đấu đá ở trong đấy. Đám người một trận giờ khóc giờ cười, bất quá nhìn thấy chiến lực của ba tôn thần vương này, ai nấy cũng đều líu lưỡi không thôi. Táng Linh Thần Vương ngược lại thì cũng thôi, mọi người đều đã từng kiến thức qua chiến lực của hắn, chính là nhân tài kiệt xuất trong đế cảnh, có thể nói là tồn tại có chiến lực mạnh nhất trong tổ đình. Mà chiến lực của hai tiểu hài tử mặc yếm đỏ kia vậy mà cũng không thua kém Táng Linh Thần Vương bao nhiêu. Hai tiểu hài tử này tay không tấc sắt, đón đỡ thần thông của Táng Linh Thần Vương, mặc cho Táng Linh Thần Vương thi triển ra Táng Địa Thập Trọng Thiên cũng không ngắt chế được tu vi của bọn họ. Hai tiểu hài tử hợp lực vây công Táng Linh Thần Vương, khiến cho Táng Linh Thần Vương chỉ có thể rơi vào thế thủ, không thể đột phá vòng vây của bọn họ, vô cùng bị động. Ba tôn thần vương này đều là tồn tại vô cùng cổ lão, sinh ra từ thời đại Hòa Kỳ viễn cổ. Hai tôn thần vương Thiên Cơ Thiên Huyền lại càng là tại thời đại Hòa Kỳ sơ khai cũng đã sinh ra. Bất quá bọn họ một người là Móc Phân 10 vạn năm, hai người còn lại thì trên người chỉ mặc một cái yếm đỏ, ngôn hành cử chỉ đều 10 phần quái dị. Tổ đình chúng ta lại có thêm hai tôn thần vương này, quả nhiên là như hổ thêm cánh, phòng thủ kiên cố rồi. Âm Phần Huyên mỉm cười nói: phu quân mời được hai tôn thần vương này là từ chỗ nào vậy? Trung Nhạc giải thích một phen, lên tiếng: có thêm hai tôn thần vương Thiên Cơ và Thiên Huyền này, thực lực của tổ đình ta sẽ càng tăng nhiều. Bất quá với lực lượng hiện tại của tổ đình chỉ có thể miễn cưỡng tự bảo vệ mình, muốn lại mở rộng lãnh địa đã khó càng thêm khó. Hắn nhìn thế cục vô cùng thấu triệt, tổ đình hiện tại cũng chỉ là hoa trong kính, trăng trong nước, có thể chống lại Tiên Thiên Thần Đế và Tiên Thiên Ma Đế. Nhưng nếu đám thần vương ẩn cư kia cùng nhau xuất hiện, hoặc là đạo thần hạ giới, vậy tổ đình tất bị công phá. Cố thủ tổ đình cũng không có bao nhiêu thành tựu cả. Khiến cho Trung Nhạc lo lắng chính là, mặc dù Lôi Trạch Thị đã phái Trắc Long Cửu Tử tới, Hoa Tư Thị cũng đã phái Hoa Thiến Mân tới, nhưng Trắc Long và Thần Hậu Nương Nương cũng không có quang minh chính đại nói sẽ là ủng hộ hắn. Cái này nói rõ, Trắc Long và Thần Hậu Nương Nương còn chưa xem trọng đối với thực lực và thế lực trước mắt của Trung Nhạc, vẫn cho rằng hắn không có bất kỳ hy vọng chiến thắng nào. Cũng tức là nói, tổ đình nhìn như vững vàng, thế nhưng thật ra không chút vững chắc, bất cứ lúc nào cũng có khả năng sẽ bị công phá. Cho nên Lôi Trạch Thị và Hoa Tư Thị mới không áp toàn bộ lực lượng của chính mình lên người Trung Nhạc. Ta nhất định sẽ khiến cho Hoa Tư Thị và Lôi Trạch Thị toàn lực ủng hộ ta, chỉ là ta còn cần thời gian. Trung Nhạc thôi động đệ nhất sát trận của tổ đình, tách ba tôn thần vương đang lúc giao chiến ra rồi lên tiếng: ta chuẩn bị đi bái phóng những thần vương khác. Táng Linh Thần Vương, ngươi đi theo ta, các ngươi cũng đi theo ta. Ba tôn thần vương nhao nhao lên thuyền, Trung Nhạc tới khởi thiên dực cổ thuyền, ngàn cánh chấn động bay về phía phương xa.
thời điểm tiên thiên thần đao tách ra thần đạo và ma đạo của vũ trụ cổ lão, hắn đã cảm giác được trong vũ trụ cổ lão có rất nhiều địa phương dị thường, hẳn là địa phương ẩn cư của các thần vương. Mà ở trong phạm vi lãnh địa của hắn, hẳn là có tới 11 địa phương. Thiên ngoại thiên, động ngoại động của Càn Đô thần vương chỉ là một cái trong số đấy. Ngoài ra, còn có một địa phương cách vị tế thành gần nhất. Vị tế là một trong 64 quẻ của bát quái. Hỗn độn vũ chính là đang trấn thủ ở nơi này, thống trị các tinh vực to to nhỏ nhỏ ở phụ cận. Hiện tại nhân thủ trung nhạc không đủ, cho nên chỉ đành để cho hỗn độn vũ cầm binh trấn thủ nơi đây. Thiên dực cổ thuyền vừa bay tới vị tế thành, hỗn độn vũ đã vội vàng dâng nghênh đón, oán giận nói: "Thừa tướng, lão tổ tông nhà ta là để cho ta tới quan sát ngươi, hiện tại ngược lại tốt rồi, ngươi lại để cho ta cầm binh, đã mất đi rất nhiều cơ hội mà quan sát ngươi rồi." Trung nhạc ngẩng đầu quan sát vị tế thành, chỉ thấy tòa thần thành này được hỗn độn vũ thống trị ngay ngắn rõ ràng, rất nhiều thần tộc và ma tộc dung nhập vào dưới sự che chở của vị tế thành. Hỗn độn vũ lại lựa chọn những nhân vật siêu quần mặt tụy từ trong các thần tộc ma tộc này bổ sung vào quân đội, bổ khuyết quân lực. "Vũ sư huynh, bình tĩnh chớ nóng vội, hiện tại binh lực tổ đình không đủ, chỉ có cường giả như ngươi trấn thủ nơi này ta mới sẽ yên tâm được." Trung nhạc đối với hắn cũng có chút áy náy. Hỗn độn vũ từng giúp qua hắn không ít việc, mà hắn lại còn suy nghĩ làm cách nào dụ dỗ hỗn độn thị. "Vũ sư huynh, gần đây không có chiến sự, ta dự định đi bái phỏng mấy tôn thần vương, nếu ngươi cũng rảnh rỗi vô sự, vậy liền đi cùng ta đi." Trung nhạc mỉm cười nói. Hỗn độn vũ nhất thời đại hỉ, vội vàng ném phù tăng chi xuống, biến thành phù tăng thần thụ bảo vệ vị tế thành, bản thân thì leo lên cổ thuyền. Hắn mỉm cười nói: "Ta đã sớm muốn ra ngoài đi dạo một chút rồi, đây là con trai của ngươi sao, thật là khả ái à." Hỗn độn vũ nhìn thấy hai tôn thần vương không khỏi tán thán nói: "Là do nguyệt thần sinh ra sao, quả như là giống mẹ hơn một chút rồi. Thừa tướng à, người tốt xấu gì cũng là cho bọn họ mặc một cái quần đi, sao lại để mông trần trận loạn ra ngoài như vậy?" Thiên cơ thần vương và thiên huyền thần vương nhất thời giận dữ, tức giận nhìn chằm chằm hắn. Trung nhạc khó khăn một tiếng giải thích: "Đây là hai tôn thần vương viễn cổ của thánh địa Càn Đô, không nên hiểu lầm." Hỗn độn vũ bị dọa cho sợ hết hồn, vội vàng tạ tội với hai tôn thần vương. Hai tôn thần vương vẫn như cũ tức giận không thôi, không thèm để ý tới hắn. Táng linh thần vương thì lại dưng dưng đắc ý, cho rằng đã thắng bọn họ một bậc. Thiên dực cổ thuyền đi tới một mảnh tinh vực. Mảnh tinh vực này cách vị tế thành không tính là quá xa, thuộc về phạm vi quản hạt của vị tế thành. Trong tinh vực có rất nhiều chủng tộc sinh hoạt, có chủng tộc quy mô khổng lồ chiếm cứ mấy trăm cái tinh hệ, có chủng tộc quy mô tương đối nhỏ chỉ sinh hoạt trên một quả tinh cầu mà thôi. Thiên dực cổ thuyền tiến vào một cái tinh hệ nhật nguyệt nho nhỏ, thẳng tắp đáp xuống trên mặt trăng của tinh hệ, chỉ thấy nơi này có chút hoang lưu, không có sinh linh sinh hoạt. "Ta cảm ứng được đao uy của tiên thiên thần đao đi tới nơi này đột nhiên bị xóa đi, hẳn là có một tôn thần vương đang ẩn cư ở nơi này." Trung nhạc đảo mắt quan sát xung quanh, khắp nơi xung quanh đều là những tảng đá băng lãnh, không có bất cứ dị thường gì. "Tam mục thiên đồng." Thụ nhãn chân uy tâm của hắn mở ra, một mảnh thần quang chiếu rọi về phía trước, chỉ thấy địa phương thần quang trong thần nhãn hắn chiếu rọi tới, cảnh vật mặt trăng vốn dĩ hoang liêu cằn cỗi nhất thời thay đổi. Những nơi thần quang trong mắt hắn chiếu rọi nhất thời trở nên sặc sỡ nhiều màu, thể hiện ra các loại màu sắc bất đồng. Sau đó là thanh sơn lục thủy, thần cung thánh điện, hoa vũ quỳnh lâu, một cảnh tượng khoáng đạt huy hoàng xuất hiện trước mặt bọn họ. "Hóa ra là ẩn giấu trong một không gian khác như vậy." Trung nhạc nhất thời kinh ngạc, bọn họ vẫn đang đặt chân trên quả mặt trăng hoang liêu tàn tạ kia, nhưng lại có thể nhìn thấy phiến thế giới huy hoàng kia. Mặt trăng vừa vặn hòa làm một thể với phiến thế giới kia, nhưng lại ở trong không gian bất đồng. Cảnh tượng này có chút tương tự với địa ngục luân hồi. Địa ngục luân hồi, giới của 3000 lục đạo giới, trọng điệp với thế giới hiện thực, nhưng chỉ có linh hồn mới có thể tiến vào trong đấy, bởi vậy được xưng là không gian dị độ, nằm trong một góc độ khác. Mà thế giới hoa lệ ẩn giấu ở nơi này chính là nằm trong một không gian khác, lại trọng điệp với không gian hiện thực. Bởi vậy nhìn thấy đạp phải vẫn là khoảng mặt trăng này, cho dù đánh nát khoảng mặt trăng này cũng không thể tiến vào phiến không gian kia. Loại thủ đoạn này đối với thần vương cũng không khó làm, vừa thuận tiện ẩn núp lại có thể không bị cửu gia tìm được. "Ẩn cư ở nơi này là tôn thần vương nào đấy?" Trung nhạc âm thầm tính toán. Tiên thiên thánh địa của vũ trụ cổ lão đều đối ứng tiên thiên bắt quái mà sinh ra. Lô Trịch Thị
đã chiếm cứ Lôi, Hoa Tư Thị chiếm cứ Thủy và Địa, Càn Đô chiếm cứ Thiên, mà Phượng Thiên Nguyên Quân thì chiếm cứ Hỏa, Nguyên Nha Thần Vương chiếm cứ Sơn, hẳn là còn có thần vương sinh ra từ trong Trạch và Phong nữa. Bất quá, nhìn địa phương trước mắt này, không quá giống thần vương có được một trong hai loại đại đạo, Trạch hoặc là Phong. Trung Nhạc liếc nhìn Táng Linh Thần Vương một cái, Táng Linh Thần Vương hiểu ý, cất bước tiến vào trong phiến không gian huyễn lệ kia, cất cao giọng nói: "Thiên thừa tướng tới thăm chủ nhân nơi này, khẩn cầu thông bẩm một tiếng." Từ trong một tòa thánh điện, trong phiến không gian kia chợt có mấy nàng nữ tử bay ra, simi tung bay trông rất đẹp mắt. Nàng nữ tử dẫn đầu lạnh lùng nói: "Nơi đây không chào đón các ngươi, mời trở về đi." Đám nữ nhân giơ tay đẩy về phía trước một cái, nào ngờ thân thể Táng Linh Thần Vương vẫn lù lù bất động. Hắn cười ha hả nói: "Tù vì các ngươi không kém, nhưng vẫn không lên được mặt đài đâu. Chủ nhân nơi này, ta chính là Táng Linh Thần Vương, phụng mệnh thiên thừa tướng đi tới thông bẩm. Thừa tướng đã tới rồi, đang ở bên ngoài." Sâu bên trong tòa thánh địa này, chợt vang lên một đạo thanh âm tăng thương cổ lão: "Tỷ nữ của ta đã nói rồi, nơi này không chào đón các ngươi. Táng Linh, ngươi không nghe rõ hay sao?" Sắc mặt Táng Linh Thần Vương khẽ biến, chỉ thấy hỏa diễm ba động cuồn cuộn dập trời ngập đất, phóng vọt về phía hắn. Hỏa thế kia hừng hực, hỏa diễm ngưng thực, lại giống như thiên hỏa vậy, không gì không hóa, không gì không đốt. Hơn nữa, càng đáng sợ hơn chính là trong hỏa diễm còn mang theo lực sát thương đáng sợ. Lửa có thể biến thành đao, thành kiếm, thành ác thú, thành hết thảy binh khí, thành hết thảy thần thông. Vị tồn tại đang xuất thủ với hắn kia tạo nghệ đối với lửa đã đạt tới cực hạn, chỉ sợ cũng không thua kém Phượng Thiên Nguyên Quân bao nhiêu. "Táng địa, thập trọng quan." Táng Linh Thần Vương nhấc chân lên, mạnh mẽ giẫm xuống một cái, chỉ thấy trong biển lửa dập trời ngập đất đang vọt tới kia, lấy thân thể hắn làm trung tâm, hàng rào thiên địa chợt dâng lên cao vút, từng tầng luân hồi táng khu hiện ra, tường cao ngất trời, hình thành dị tượng 10 trọng thiên 10 tầng quan thật lớn. Ở trong luân hồi táng khu, Táng Linh Thần Vương chính là vạn pháp bất xâm, cho dù là đám hỏa diễm cuộn trào mãnh liệt tới cực điểm kia cũng không thể xâm nhập vào 10 tầng quan của hắn được. Thân thể của hắn to lớn vĩ ngạn, đứng sừng sững trên trọng thiên thứ 10, nhìn về phía trước không khỏi ngẩn ra, chỉ thấy biển lửa hoàn toàn bao vây 10 tầng quan, hỏa diễm hừng hực thậm chí còn cháy lên tới thiên ngoại, bao phủ hắn vào trong biển lửa. Ngọn lửa kia rất có khí thế, muốn thổi quét sạch cả thiên hạ, chỉ một thoáng đã tràn ngập toàn thể tinh hệ nhật nguyệt, kể cả khoảng mặt trăng kia cùng với thái dương hệ xung quanh mặt trời, hết thảy đều bị liệt hỏa thiêu đốt hừng hực bao phủ bên trong. Táng Linh Thần Vương quát lớn một tiếng, 10 tầng quan càng lúc càng lớn, thân thể hắn cũng càng lúc càng lớn. Nhưng đúng lúc này, hắn chợt nhìn thấy phía trước xuất hiện một đạo hỏa trụ khổng lồ xông thẳng tới chân trời, tựa hồ có thể chọc tới tận thiên ngoại. Táng Linh Thần Vương khẽ giật mình, vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy ở ba phương vị khác nhau cũng xuất hiện ba đạo hỏa trụ to lớn đỏ hừng hực. Đám hỏa trụ này cách hắn rất xa, đứng sừng sững bên ngoài tinh hệ nhật nguyệt này. Thái dương và từng khỏa tinh cầu chính là phiêu phù giữa đám hỏa trụ này. "Hảo thần thông!" Táng Linh Thần Vương không khỏi tán thán. Đám hỏa trụ kia không phải là hỏa trụ chân chính, mà là một bàn tay bốn ngón đang dựng thẳng lên, nhật nguyệt tinh tú đều bị cầm trong lòng bàn tay. "Luân hồi quy táng!" 10 tầng quan 10 trọng thiên ầm ầm đổ sụp, Táng Linh Thần Vương phóng người nhảy một cái, nhảy ra khỏi lòng bàn tay của cự thủ kia. Chỉ thấy địa phương 10 tầng quan đổ sụp, tử khí không ngừng lan tỏa, khiến cho liệt hỏa hừng hực kia cũng bắt đầu đổ sụp yên diệt. Thần thông của hắn cực kỳ quỷ dị, mặc dù không phải là đối thủ của chủ nhân đại thủ liệt hỏa này, nhưng chống lại một chút thì vẫn là có thể làm được. Đại thủ liệt hỏa kia mạnh mẽ nắm chặt, 10 tầng quan sụp đổ bị bóp thành bột mịn, uy lực thần thông không tồn. Ngay cả tinh hệ nhật nguyệt kia cũng bị bóp thành bột mịn. Ngay sau đấy, cự thủ kia chợt đánh mạnh về phía Táng Linh Thần Vương. Đúng lúc này, tinh không đột nhiên nứt ra, hiển lộ ra hình ảnh Tổ Đình. Chỉ thấy trên không trung Tổ Đình, một thanh tiên thiên thần đao thật lớn đang bộc phát ra thần quang không gì sánh nổi. Chành một tiếng, một đạo đao quang từ trong thần đao bùng phát, nghênh đón về phía cự thủ kia. Quyền đao va chạm với nhau, một ngón tay to lớn rơi xuống, bàn tay kia chỉ còn lại có ba ngón, vội vàng rụt trở về. Bàn tay này của hắn vốn dĩ có 5 ngón tay, nhưng ngón tay cái đã bị chặt đứt, vẫn chưa sinh trưởng trở lại. "Hóa ra lại chính là các hạ." Trung Nhạc nhìn về phía cự thủ kia, ánh mắt lóe lên quang mang kỳ dị, nhẹ giọng nói: "Lần trước các hạ thử đao đã bị chặt đứt ngón tay cái, hiện tại ngón tay kia vẫn còn trong tổ đình của ta kìa." Đại hỏa ngập trời nhất thời biến mất. Vừa rồi trong nháy mắt, đại thủ liệt hỏa kia mạnh mẽ lắm lại,
Trung Nhạc đã mang theo Hỗn Độn Vũ và Thiên Cơ Thiên Huyền dịch chuyển ra bên ngoài, không hề gây ra tổn thương cho bọn họ chút nào. Bất quá, chủ nhân của đại thủ liệt hỏa thật sự cường hoành, chiến lực cực mạnh. Trung Nhạc lo lắng Táng Linh Thần Vương không chịu nổi một quyền kia, cho nên trực tiếp thôi động Tiên Thiên Thần Đao huyền phù trên không trung tổ đỉnh, một đao cắt ra tầng tầng không gian, đao uy chấm tới nơi này ngăn cản một quyền kia. Liệt hỏa hoàn toàn tiêu tán, chỉ thấy trong không gian vàng son lộng lẫy kia, một tôn thần nhân hỏa diễm đứng thẳng ở nơi đấy, thân thể bán long, thần võ vạn phần, quanh người hắn đều là hỏa diễm hừng hực, ngược lại không nhìn ra diện mục chân thật. Ngón tay đứt rời kia bay lên, lan tỏa đại hỏa, quay trở lại trên bàn tay của hắn. Thiên Thừa Tướng, ngón tay cái của ta không phải ai cũng có thể cầm được. Nếu ngươi thức thời, liền trả lại cho ta, tránh cho ta tự mình đi tới tổ đình một chuyến kìa. Xung quanh thần nhân hỏa diễm kia chợt bay tới rất nhiều nữ tử, đoàn đoàn vần quanh hắn. Thần nhân hỏa diễm kia lạnh nhạt nói: Người hắn là biết được thực lực của ta. Trung Nhạc đột nhiên hỏi: Thực lực của ngươi so với Tiên Thiên Tà Đế thì thế nào? Thần nhân hỏa diễm kia thoáng ngẩn người, tự phụ vạn phần nói: Mặc dù hơi có chút không bằng Tiên Thiên Tà Đế, thế nhưng cũng không thua kém bao nhiêu. Tiên Thiên Tà Đế bất quá chỉ xuất thế sớm hơn ta vài năm mà thôi. Ồ, Tiên Thiên Tà Đế là bị ta giết chết kìa. Trung Nhạc thản nhiên nói: Thực lực của ngươi so với Tiên Thiên Thần Đế và Tiên Thiên Ma Đế thì thế nào? Hỏa diễm toàn thân thần nhân hỏa diễm kia tung bay, thản nhiên nói: Ta tự vấn mặc dù không bằng Thần Đế và Ma Đế, nhưng cũng không thua kém bao nhiêu. Trung Nhạc lạnh nhạt nói: Thần Đế và Ma Đế cũng phải cấp cho ta chút mặt mũi, để cho ta tam phân vũ trụ của lão với bọn họ. Thực lực của ngươi không bằng bọn họ, còn dám khoa tay múa chân với ta hay sao? Thần nhân hỏa diễm kia giận dữ quát lớn một tiếng, giống như lôi đình cuộn trào: Người liên thủ với Thiên mới giết chết được Tiên Thiên Tà Đế, còn muốn lừa gạt ta sao? Về phần Thần Đế và Ma Đế, bất quá chỉ là nể tình ngươi tách ra thần đạo và ma đạo mà thôi. Về phần mặt mũi của ngươi không đáng một đồng. Người bất quá chỉ là một tên dư nghiệt phục khí, lẩn trốn cho tới bây giờ, cố gắng kéo dài hơi tàn. Ta không lập tức trả mặt giết chết ngươi cũng đã là đại hạnh của ngươi rồi, còn dám học chó sủa uông uông trước mặt ta hay sao? Sắc mặt Trung Nhạc khẽ biến: Dư nghiệt phục khí sao? Thần nhân hỏa diễm kia cười ha hả, giơ tay lên chỉ về phía hắn, thanh âm rung trời: Người không thừa nhận ngươi là dư nghiệt phục khí hay sao? Ngươi giả dạng Tiên Thiên Thần chuyển thế, lẩn vào trận doanh của Mục Tiên Thiên, mượn lực lượng của nàng ta bảo toàn bản thân, lớn mạnh chính mình. Đáng thương Mục Tiên Thiên có mắt không trong, nuôi hổ thành hóa, vì thế để cho ngươi đã thành khí hậu. Tiểu tử, mạng ngươi không còn bao lâu nữa đâu, vẫn là ngoan ngoãn trở về, trả ngón tay lại cho ta đi. Khóe mắt Trung Nhạc nhảy lên một cái, nhẹ giọng nói: Ta thừa nhận ta là phục khí, cũng không cho rằng ta là dư nghiệt. Chúng ta đi thôi. Thiên Dực Cổ Thuyền chở theo đám người Táng Linh Thần Vương, Hỗn Độn Vũ và Thiên Cơ Thiên Huyền rời đi. Tôn thần nhân hoàn diễm kia cười lạnh không thôi nói: Quả thật là một vật nhỏ khốn kiếp mà, không ngờ dám can đảm làm càn trước mặt của ta như vậy. Còn muốn ta cho ngươi tiến vào làm khách hay sao? Không khỏi cho rằng mặt mũi chính mình quá đáng tiền rồi thì phải. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 315 của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Khánh Duy chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.